dùng từ rất là thân mật, và đây là những người rất là thân tình, những người gắn bó với bộ thời gian qua. Không phải là một thông báo cho nó lớn hết, mà đây là một thông báo, đây là một thông báo đến với chương trình 52 năm tổ quốc lúc với nhân dân một tiếng cười để tổ quốc trong cái chương trình này. Cháu tặng chị các bạn ủng hộ giúp cho bảo quốc thực hiện chương trình này, bởi vì nhân cái chương trình này muốn nói lên một cái lời tri ân, một cái lời trân trọng cảm ơn đối với các nghệ sĩ lão thành, những thầy bảo quốc, những bạn đồng nghiệp giúp cho bảo quốc, những đạo diễn, những soạn giả, đạo diễn, soạn giả và báo chí như là những khán giả giúp cho bảo quốc, hỗ trợ cho bảo quốc đứng vững vượt qua tất cả những khó khăn trong tổ chức của hiện nay, và chỉ xin tổ chỉ xin được làm chương trình này một lần trong cuộc đời của tôi. Tôi thì 52 năm sân khấu thì tôi cũng không phải là phải khỏe nhưng chương trình này là phục vụ cho tất cả các anh chị, các em, các cháu, các con, giúp cho bảo quốc được chương trình thành công. Hầu như tất cả các tài năng cũng như bên hài một cái điều rất là đặc biệt thì tổ xin các bạn một cái là nghệ thuật trong dòng máu, trong cuộc đời của gia đình bảo quốc, và bây giờ hơn thì nó cũng thương quốc và nó sẵn sàng để mà tham gia cái một cái đường gì nghe như trong nhà rồi sao thờ má ba mà cho nên nó như trong nhà rồi. Cái này cũng không có thành công ai cũng chương trình đó mẹ. Tất cả nói ra rồi còn nhiều cổ nói rồi hả? Bài hát Hòa Bình bố của người đồng bỏ kia đi kìa. Lời nhiều quá.
nhất đó là Gia Bảo với Hàng Linh là đứng đầu của nó. Hai đứng đầu của nó thành và hai đứng đầu của nó. Lính chuyên nghiệp á, lính chuyên nghiệp á. Còn đeo là cái ống thì đây là phù hợp cho mặt lính chuyên nghiệp. Mọi luôn, mọi là lính bản năng lắm, lính rồi đó, cái lính này. Không, lính nhận được thằng không biết hết rồi. Biết gì, cao hút còn có mấy câu à? Có mấy câu xả hạt mình rồi nói được. Cái gì đó dài hát luôn. Không, vì anh hay chuyện cái dài đó. Đó là cái đỉnh. Đỉnh, phải luôn. Bây giờ chúng gom lại trên mặt đất này quá, nó cái đặc biệt là đặc biệt đó thì cái đấy là đó người là bây giờ là mua mời mua gì đâu mà bán rồi con nó xin hai vé.